Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa sáng ngày 27 tháng 7 năm 2023, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Vĩnh Nguân tổ chức buổi họp mặt các gia đình chính sách thương binh liệt sĩ trên địa bàn phường nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Tham dự buổi họp mặt có ông Lê Hoàng Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Phường, Ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cùng với 66 gia đình chính sách trên địa bàn phường đến tham dự. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp cách mạng xây dựng quê hương đất nước. Đồng thời, tại buổi họp mặt, các gia đình được nghe báo cáo nhanh về những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, được cấp quỹ chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả. Dịp này, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường gửi mỗi gia đình một phần quà trị giá 400.000 đồng. Trong thời gian tới, lãnh đạo địa phương mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống dễ dàng, nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, giáo dục con cháu gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của đảng, nhà nước và quy định của địa phương.